Bởi vậy đó em, người ta nói không số không má thì đời không đời, không tiền không bạc thì gái không theo, không xe không cộ thôi đành đi bộ. Không mà đi bộ nó ngộ hơn đi xe nha trai. Sống ở đời thì đừng hờn thua, đừng vì vấn trước quên đi tầm thầy đó. Lúc có tiền thì còn anh em, để rồi khi ta xa cơ ngõ lơ không ai nhận. Em mà sao tính toán lừa lòng nhau, năm sau lưng nhau anh đẹp để xấu qua trời, vì tiền anh đánh rơi nhân tâm thì đó. Thấy mới hiểu lòng người đã đoán, bạn bè không tốt quanh ta quá trời luôn, nhưng cũng có người lại gần bên ta để cùng chia sẻ bao nhiêu khó khăn khi ta cần. Chết luôn nghĩ trong tâm gia ta sẽ dắt đi vào tim, mai sau vinh quang sẽ nhờ nhận lúc cơ. Đi đâu thì mình đi đó.